Buồn, đây là tính từ miêu tả hành trình của anh hay một rap Việt thân thường. Tức tốc đi khi on top chỉ số cao, đây không phải là hậu vệ cân lương. Ấy, cán vạch đích dù là nhanh hay chậm, anh cũng đều xứng đáng được tuyên dương. Để một ngày tình cảm anh dành cho khán giả không còn là tình cảm đơn phương. Gen Z ok khoe cá tính, mấy bạn nữ ở dưới kia giơ tay. Bảo là thích anh thử tiết mùa 1, flow kia dính lại còn làm thơ hay. 17 anh đã lên sân khấu, đây 20 tuổi có mặt ngày hôm nay. Yeah, on beat cùng các chiến binh đã đến từ khắp tất cả mọi nẻo đường Đông Tây. I'm from the street, bên lên sân khấu turn on the beat. Giọng anh cất lên như là thằng đứa sao, để cho mọi người biết thằng nào là underdog. Young EDK is on the mic, Eco check it cho anh cho đường đám đông náo nhiệt như on fire. Là vàng trong cát, I came from the bottom. Cũng như Denver cũng đã từng như nhận ra. Cũng có đam mê hip hop, nhạc rap. Những lời cười chê chỉ mang lại cảm giác, đó là ngọn lửa này không thể nào mà bị dập tắt. Mà vào âm nhạc như gì là chân thật nhất. Sẵn sàng đánh đổi và cực tất, xin cho có được mất như gì mình đang có. Không ngại gian khó để đạt được thành công, đó là EDK on the mic rất đốt. Họ sẽ thấy tuổi trẻ với cả energy. Melody trẻ như là chất đốt, khiến cho anh cũng phải remember me. Mà thử good vibe lên đây để lan tỏa, truyền năng lượng cho các khán giả, cho họ thấy một cộng đồng văn hóa. Và khi đã chơi hip hop và chưa bao giờ là chán cả. Yeah. Vẫn ít lời khi tốn về đời, chỉ ngóng trên sàn là mấy sắp thơ cùng với micro để đóng thêm vàng. Cô đơn ở một nơi tối tăm, mong happy về mọi thứ khác đi từ khi còn nào. Xin mama yên tâm khi đang